Hôm 3 tháng 10, một cơn bão hiện là bão cấp 4 trong thang bão Saffir-Simpson 5 cấp và dự kiến mạnh hơn nữa thành siêu bão. Dự báo trong vài ngày tới, trong khi cơn bão này vẫn ở trên vùng biển rộng, thì sóng lớn từ cơn bão được dự báo tràn vào bờ biển phía đông của Mỹ vào ngày 6 tháng 10, với cấp độ đe dọa tính mạng và dòng chảy nguy hiểm. Nếu đúng như dự báo thì lần đầu tiên 3 siêu bão xuất hiện chỉ trong vòng hơn một tuần kể từ năm 1851 ở Đại Tây Dương. Bão Kit được dự báo trở thành siêu bão thứ 3 kể từ ngày 25 tháng 9 sau siêu bão Helene và Isaac. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1851, Đại Tây Dương có 3 siêu bão trong khoảng hơn một tuần. Cũng trong lưu vực Đại Tây Dương, bao gồm Bắc Đại Tây Dương, biển Caribe và vịnh Mexico, cơ quan khí tượng quốc tế đang theo dõi bão nhiệt đới Leslie và một hệ thống áp thấp tiềm tàng ở vùng Caribe đang di chuyển vào vịnh. Những cơn bão được đặt tên tiếp theo trong mùa bão Đại Tây Dương 2024 là Milton và Nadine. Hiện tại không có cơn bão nào dự kiến đổ bộ vào đất liền, nhưng một vùng áp thấp rộng lớn dự kiến hình thành trên vịnh Mexico vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Các điều kiện môi trường hiện hạn chế hình thành hệ thống nhiệt đới, nhưng bất kể sự phát triển như thế nào, mưa lớn cục bộ có thể xảy ra trên một số khu vực của bán đảo Florida vào tuần tới. Những siêu bão ở Đại Tây Dương trong tuần qua một lần nữa cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đại dương ấm lên, qua đó cung cấp thêm năng lượng để bão phát triển. Việc khí quyển ấm hơn cũng khiến độ ẩm tăng và lượng mưa nhiều hơn. Điều này khiến hiện tượng lục lội trở nên phổ biến và nặng nề hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 vừa qua cũng cảnh báo nhiệt độ nước biển ở khu vực Thái Bình Dương đang tăng với tốc độ nhanh hơn 3 lần so với mức trung bình toàn cầu. Biến đổi khí hậu đang làm các cơn bão mang nhiều hơi nước hơn, nhiều gió hơn và dữ dội hơn. Nhiều bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu khiến bão di chuyển chậm hơn, theo đó có thể trút nhiều nước hơn vào một chỗ. Nếu không có đại dương, hành tinh này sẽ nóng hơn nhiều do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong 40 năm qua, đại dương hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa bị giữ lại do khí thải nhà kính. Phần lớn lượng nhiệt đại dương này được chứa gần bề mặt nước. Lượng nhiệt bổ sung này có thể thúc đẩy cường độ của cơn bão và tạo ra sức gió mạnh hơn. Biến đổi khí hậu cũng có thể làm tăng lượng mưa do cơn bão mang lại. Nguyên nhân là do bầu khí quyển ấm hơn, có thể giữ nhiều độ ẩm hơn nên hơi nước tích tụ cho đến khi mây tan gây ra mưa lớn. Điều đáng nói, thế giới ấm lên 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học tại Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ dự đoán khi nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, tốc độ gió của bão có thể tăng đến 10%. Cơ quan này cũng dự báo tỷ lệ bão đạt đến mức dữ dội nhất cấp 4 hoặc 5 có thể tăng khoảng 10% trong thế kỷ này. Cho đến nay, chưa đến 20% các cơn bão đã đạt đến cường độ này kể từ năm 1851. Tại Việt Nam, sau các đợt thiên tai dồn dập từ bão Yagi đến các trận lũ quét, sạt lở, nhiều tỉnh phía Bắc kiệt quệ từ sức nước đến sức dân. Dừng lại nhà cửa, trở lại với lao động sản xuất là việc phải làm nhanh như người dân nước Việt từng làm sau những thảm họa thiên nhiên. Nhưng một việc lớn cần phải thực hiện ngay đó là dựng lại trường, lo cái chữ cho con em chúng ta. Hình ảnh cô giáo trẻ ở Yên Bái có tên là Hoàng Minh Diệp, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chủng, lấm lem bùn đất vì dọn dẹp ngôi trường thân yêu của mình làm xúc động bao người. Hay thầy Nguyễn Xuân Khang, chủ tịch hội đồng trường Marie Curie, cũng làm rơi nước mắt không chỉ bà con Yên Bái khi thầy cam kết nhận nuôi đến năm 18 tuổi tất cả trẻ thoát nạn vụ lũ quét thôn Làng Nũ. Tuy nhiên đây chỉ là những trường hợp đơn lẻ, còn biết bao ngôi trường khác cần sửa chữa, xây dựng mới, còn biết bao nhiêu học sinh phải đến trường. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh thành xem xét hỗ trợ hoặc không thu học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông để chia sẻ khó khăn với người dân sau bão Yagi. Miễn giảm học phí là chủ trương nhân văn, giảm áp lực cho người dân và là cách đầu tư cho giáo dục, cũng là đầu tư cho tương lai. Cả nước có thêm 7 tỉnh thành hỗ trợ 100% học phí cho tất cả học sinh công lập, gồm Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu và 2 tỉnh Long An, Vĩnh Phúc giảm 50% học phí cho học sinh một số cấp học.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa xem xét thảo luận và thông qua 20 nghị quyết. Trong đó có nghị quyết về chính sách miễn 100% học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2024-2025 và thông qua nghị quyết chính sách quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3. Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Yên Bái. Thống kê tới ngày 21 tháng 9, toàn tỉnh có 53 người chết, 1 người mất tích, 42 người bị thương. Riêng ngành giáo dục có 2 giáo viên và 8 học sinh thiệt mạng. Hơn 27.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó gần 22.000 nhà bị ngập lụt. Riêng ngành giáo dục có 28 trường hợp bị ngập lụt. 35 trường bị sạt lở, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở của nhà trường và các em học sinh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông, bao gồm các học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2024-2025. Chính sách này được đưa ra nhằm kịp thời chia sẻ gánh nặng với phụ huynh, giúp học sinh tiếp tục được đến trường trong điều kiện khó khăn chồng chất sau cơn bão. Năm học 2024-2025, tỉnh có 631 cơ sở giáo dục với hơn 365.000 học sinh, trong đó gần 244.000 học sinh thuộc 165.000 hộ gia đình được thụ hưởng chính sách miễn học phí này với tổng ngân sách dự kiến 167 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh thành phố xem xét hỗ trợ hoặc không thu học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông để chia sẻ khó khăn với người dân sau bão số 3. Theo Nghị định 81-2021 và Nghị định 97-2023 của Chính phủ, mức trần học phí công lập mầm non và phổ thông từ 50-650.000 đồng một học sinh một tháng. Hiện nay, các địa phương thu mức 8.000-340.000 đồng tùy cấp học và địa bàn. Riêng trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học được miễn học phí. Bộ đề nghị các trường đại học ưu tiên bố trí nguồn lực để miễn giảm học phí và có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp với từng sinh viên, hướng dẫn sinh viên dây vốn khắc phục khó khăn sau bão. Hiện nay, chính sách học phí thuộc thẩm quyền của địa phương và các trường đại học.